Tại mình cứ làm quả chuối lót dạ. Mình à, tôi vừa nấu được món mới. Mình ăn thử đi. Không biết tra tấn món gì thế này. Cái gì hả Minh? Không. Mình à, tôi vô cùng hạnh phúc khi mà mỗi ngày lại được thưởng thức một món ăn mới với vợ mình. Nhưng mà mình ơi, tôi nói thật nhé, hay là mình thuê ô xin đi, chứ để vợ vất vả như thế này tôi đau lòng lắm. Mình buồn cười thật đấy. Ngày xưa tôi không có thời gian với cả không biết nấu ăn thì mình mới phải thuê ô xin. Từ ngày tôi chuyển công tác thì tôi có thời gian mà tôi lại biết nấu ăn rồi. Mình thuê làm gì cho tốn kém hả mình? Thì tôi cũng chỉ định nói thế thôi mà. Tóm lại không thuê, thôi mình ăn đi. Nhưng mà mình ơi, đây gọi là món gì mà sao màu sắc và mùi vị của nó lạ thế mình? Nhìn là biết rồi, canh thập cẩm. Công thức này tôi đã phải chắt lọc tinh túy từ 4 đến 5 chị ở cơ quan mới ra cái bát canh này đấy. Mà tôi chỉ cho thêm một vài thứ để mà nó hợp với khẩu vị của hai vợ chồng mình thôi. Ví dụ như là mình thích ăn sa tế này thì là ăn cay đấy. Đấy, thì tôi thích, mình biết là tôi có bao giờ ăn món nào mà tôi không có mắm tôm đâu. Tôi cũng cho một ít mắm tôm vào đây. Rồi tôi cho thêm một ít hành này, một ít sả, một ít riềng để giữ ấm cho cơ thể. Với cả một ít tỏi để cho nó ấm ruột. Nhưng mà mình thích ý, tôi lấy thêm một ít cá hồi với trứng cá chiên. Thôi, như thế đã đủ là đúng là món thập cẩm rồi mình ạ. Thế mình ăn luôn đi. Ăn luôn đi. Đây để tôi cho thêm cái này vào. Sao đấy? Có điện thoại. Alo. Thế à? Sang ngay. Được rồi nhá, chờ nhá. Ai đấy hả mình? Ôi, cô Hoa héo bên hàng xóm, không biết có việc gì nhưng mà lại muốn gọi vợ chồng mình sang đấy ngay, phải sang mới biết được cơ. Thế à? Tôi để lại tí nữa ăn nhá. Ôi ơi, buồn ngủ ấy, vớ được chiếu manh thế này rồi, đang đói thối mồm ra. Ôi, lại có sơn hào hải vị à. Món gì mà lạ thế này, nhà giàu có khác cái gu ẩm thực của họ cũng quý tộc thế nhỉ. Màu sắc rất chi là bắt mắt nhá, với trang trí nữa, thỏ nữa đây này. Vị cũng lạ, nó vừa mặn mặn, chua chua, ngọt ngọt, có tí cay cay, mòi mòi của vị cá. Úi dồi, được món lạ. Bụp. Ngon, ngon, ngọt dữ rồi. Ngọt quá. Ôi, tưởng ăn được đồ ngon mà bây giờ lại đau bụng như thế này à. Chẳng có cái việc gì cứ gọi sang. Cái cô Hòa héo này là chúa lắm chuyện. Thôi, lần sau gọi thì đừng có sang luôn thế nhỉ. Vợ chồng mình ăn đi. Ai ăn hết rồi? Không biết. Ai đây? Vợ ơi, chính xác là trộm rồi. Nó đi ăn trộm cái cân nhà mình này. Mày đi ăn trộm đúng không? Vợ yên tâm, để anh để bắt nó lại. Anh ơi. Bây giờ em không còn sức kháng cự nữa đâu. Không biết cái bát kia nó có cái gì mà bây giờ em... em xin phép, em đau bụng quá rồi. May mà có cái bát của vợ ấy, đúng là quá bát ạ. Bỏi đi, bỏi đi. Ai bỏi đi?
chỉ cần nhìn vào trong ánh mắt 1/2 giây là sẽ thấu hiểu được người khác nghĩ gì và muốn gì. Bói đi, bói. Cái gì đấy, cái gì đấy? Cười cái gì? Con chào thầy ạ. Giỏi thầy ơi, ơi, cái gì? Thầy dạy cho con cái bài mà thầy vừa gieo được không ạ? Vừa rêu á? Vừa rêu. Giỏi ơi. Nhưng mà trước tiên nhá, mình phải rêu, rêu, rêu. Dê! Dê này, dê này. Sao đấy ạ? Không phải rêu, rêu đây là... Đặt lọc. À, lọc phí ạ? Ừ, giỏi, thông minh thế. Nhanh lên. Dạ, hôm nay con chỉ có thế này thôi. Thôi, ném được, nhưng mà quan trọng là đủ. Xin thầy, yên tâm nhá, cứ đặt ở đây. Thầy mà đã nhận tiền ấy, là khi mà thầy đã bắn lên rồi ấy, nếu mà xịt ấy, thầy trả lại lại. Có chắc không ạ? Có chắc không ạ? Trả chắc thì sao? Không tin đúng không? Vâng. Đứng dậy đi vậy, cầm tiền đi vậy, đi vậy. Con xin thầy ạ, nhưng mà thầy phải làm thế nào con mới tin được chứ ạ? Hay là thầy ơi, bây giờ nhá, thầy thử nhìn xem con đang nghĩ gì đi. Đang sợ mất tiền đúng không? Đúng chưa? Dạ đúng ạ. Từ từ. Thế bây giờ khó hơn nhá. Khó hơn, rồi. Khó hơn này, được không? Bây giờ thầy thử nhìn xem con đang nghĩ gì đi. Giời, nghịch thầy. Đang muốn ăn trộm nhà kia đúng không? Úi dồi, dạ chuẩn quá. Dạ con lạy thầy ạ. Lạy đi gì nữa. Quy. Con quỳ rồi, con quỳ sẵn này. Bắt đầu nhá. Con lạy thánh Romeo, con lạy thánh Genius, con lạy Zoranido, con lạy Ozo, con lạy Loto. Xong rồi đấy. Xong rồi ạ. Úi dồi ôi, khiếp, cái cài khó thế chị. Con đã thấy cái gì đâu mà xong hả? Muốn thử không? Bình tĩnh, hiểu chưa? Thầy ạ. À đây đây, thử luôn. Này, này, nhìn. Ok đây, nhìn. Rồi. Em. Dạ. Có phải là em đang nghĩ trong đầu là anh rất đẹp trai và quyến rũ, đúng không? Sao anh biết được điều đấy ạ? Ô thế là thật à? Vâng. Ui trời ơi, con lại thầy. Tuyệt vời quá. Từ, thầy cho con nói bán thử một lần nữa. Một lần nữa. Em. Có phải là em đang nghĩ rằng mình sẽ đến đây để học thầy về cái bài đọc suy nghĩ của người khác và đang nghĩ rằng không biết là mất bao nhiêu tiền đúng không? Ôi, sao con đúng rồi, ôi xôi. Giỏi quá. Con thành công rồi. Anh trả lời với em luôn. Anh mất tổng cộng 83.000, cứ thế mà đặt là. Chứ không phải 100 à? Không phải 100, 83.000. Nợ nhá, nợ 17.000 nhá. Dạ vâng ạ. Khi nào giàu nhớ trả lại thầy 17.000. Dạ vâng ạ. Thôi rồi, đi. Dạ vâng ạ, con lạy thầy ạ. Đi, trời ơi. Cảm ơn thầy, vâng ạ. May mắn quá. Ôi trời ơi. Ngu. Con bái thầy ạ. Thấy tiền này là cứ sáng mắt đi. Rồi ạ. Lọc lá thì thầy có tiếc gì đâu. Nghe không phải lo. Thầy sẽ đưa, hiểu chưa? Dạ. Đây. 30 nhé. Rồi nhé. Hiểu chưa? Ít nhất là con phải được một nửa chứ ạ. Một nửa cái gì? Thầy hỏi mày nhá. Thế thầy cúng từ nãy giờ nhá, vật vã mồ hôi nhá. Mày chỉ được thế này thôi. Nhưng mà con là người rắc rối với thầy. Theo em là cứ phải chia đều. Mày định cái gì mà chia đều nhá? Này. Chia đều nhá. Ôi. Này, đừng lại. Định lừa đây đúng không? Này, lừa đây không dễ thế đâu nhá. Lừa. Bỏ tiền xuống. Bỏ tiền xuống. Dạ vâng ạ. Dạ. Bỏ. Bỏ xong chưa? Xong rồi ạ. Ôi dồi ôi! Con lừa lừa nào đây này? Con lừa lừa này 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 này. Có chuyện gì mà bà cay cái chị làm âm xóm hả? Dạ bà cay ạ. Sao? Có hai đối tượng này lợi dụng mình sự nhẹ dạ cả tin của người khác để hành nghề mê tín dị đoan. Hành nghề mê tín dị đoan à? Anh cứ bắt luôn. Được. Anh chị mời anh chị này lên ủy ban phường nhanh này. Quan lý lên rồi. Tại mày. Thầy. Các đồng chí giải hai nghi phạm lên phường nhá. Này tưởng lừa ông mà dễ à? Hơi bị tương kế tiểu kế đấy. Đấy rồi, ôi. Ôi, cô cũng cảm ơn anh đã có công trong việc phòng chống và tố giác tội phạm. Thế hả? Ừ. Thế em có bằng khen không ạ? Tất nhiên rồi, ngày mai mời anh lên ủy ban phường nhận bằng khen. Cảm ơn nhá. Em phải về đã, mai em lên lấy nhá. Đi nhá. Vâng. Ê, này, từ. Dạ, sao thế? Tôi nhìn ông quen lắm. Quen làm sao được, em ở khu khác đến đây thì quen làm sao. Em về đây. Này. Rồi, kéo ghê thế. À, thế đúng rồi. Đúng cái gì ạ? Rõ ràng tôi nhìn thấy ông trong... Trong cái gì? Trong cái lệnh truy nã. Ôi, không phải. Đúng rồi. Mời ông lên công an phường giải quyết. Ôi, đi.
em cảm ơn nhá. Thắng. Dạ. Đây là ví của chị. Ví nào của chị, ví em mà. Thắng buồn cười, đây là ví của chị. Đây em thế, bây giờ em hỏi chị, đây nó là cái ví nam hay nó là cái ví nữ? Đây nó là ví nam, vâng. Nhưng mà nó là ví của... Chị định bảo nó là của chồng chị gì, thôi em biết rồi, em cảm ơn nhá. Thắng buồn cười nhở, đây là ví của chồng chị. Ô, chị buồn cười nhở, đây đưa em bảo, thế bây giờ nhá. Cái ví ở đây, em hỏi chị trong này nó có bao nhiêu tiền? Trong này nó có... em bảo đây là ví của em đúng không? Vâng. Thế chị hỏi em là trong này nó có bao nhiêu tiền? 8 triệu. 8 triệu á? Vâng. Chị bảo trong này nó có 7 triệu. 7. Đây chị đếm cho. 4 triệu. Tại sáng em đi ăn sáng mới hết 4 triệu nên còn 4 triệu chị ạ. À đâu, sáng nay chồng chị bảo là chồng chị vừa mua đồ chị hết 3 triệu. Đâu, thôi đưa em tiền của em mà. Ok chị... Không phải của em. Thế đi. Chị mình ngồi ngoài này đã, vào làm gì vội. Em bảo này. Ơi. Sao em cũng là đàn ông mà chị phụ nữ. Thôi thì em chịu thiệt một chút vậy. Đương nhiên. Em ba chị một. Hôn như chú á. Quê chị đầy. Bình tĩnh nhá. Thôi thì dù sao nó cũng là ví cái đàn ông. Em 2,5 chị 1,5. Này. Vẫn muốn chia chắc với chị kiểu đấy à? Thế thì á, nghỉ chị hưởng tất. Ấy. Ok. Của chị nhặt được chưa? Chị nhặt được chưa? Ê! Không phải bước mày! Ê! Chị! Mày nhặt! Có chuyện gì đấy? Dạ, không có gì ạ. Không có gì. Tôi vừa nghe rõ ràng loáng thoáng có cái chữ ví mủng như thế mà. Hả? Thật ra là như thế này, sao bảo bọn em vừa nhặt được cái ví mà không biết là của ai, không biết là trả cho ai, rất muốn trả nhưng mà không biết trả cho ai. Nên là bọn em mới quyết định là chia đôi ạ. Chia đôi? Lạ nhỉ. Các cô cậu đi học hành kiểu gì? Người ta đã dạy rồi, nhặt được của rơi là phải trả cho người bị mất. Thế mà các cô các cậu lại còn định chia nhau. Bây giờ mà các cô cậu xử lý như thế này thì là ảnh hưởng đến danh dự của công ty nhá. Nhặt được của rơi đã không trả cho người bị mất thì thôi, lại còn đang tâm là tạm thời lúc túi. Thế các cô có biết cái ví này của ai làm rơi không? Dạ, của ai ạ? Của tôi! Của sếp ạ? Ừ! Úi dồi ôi, bảo làm sao? Chị đã nói với em rồi, cái ví này nhìn quen lắm. Đâu, em đã ngửi thấy mùi của sếp rồi. Thế nhưng mà em nói với chị không có nghe. Em nói lúc nào? Em nói rồi mà. Dạ, thôi em gửi lại sếp ạ. Sếp xin! Nhá! Cảm ơn! Rồi sao sếp? Cộp lắm. Sếp ơi! Cái gì ấy? Sếp ơi, cho em hỏi một tí ạ. Dạ. Đây là ví của sếp thì trong ví này có bao nhiêu tiền hả sếp? Vớ vẩn! Ví của tôi thì phải biết chứ. Trong này có... 5 triệu! 5 triệu! Sếp ơi, trong ví này có... 4 triệu thôi ạ. Sáng nay đi làm, tôi rẽ vào cây xăng, tôi đổ 1 triệu tiền xăng cho ô tô rồi. Còn 4 triệu là đúng rồi, đưa đây. Sếp ơi, từ từ. Thế chứng minh thư này có phải của sếp không ạ? Này, thôi. Thế các cô các cậu đã học nội quy trong công ty chưa? Hả? Dạ, học rồi ạ. Học rồi ạ? Đọc lại tôi nghe thôi nào. Dạ, điều 1. Sếp luôn luôn đúng ạ. Chính xác. Điều 2. Nếu sai, xem lại điều 1 rồi. Dạ. Hả? Nhưng mà từ từ, sếp ơi. Vấn đề ở đây là cái ví này bọn em nhặt ở cửa công ty. Cửa công ty à? Vâng. Thế các cô, các cậu đã đọc nội quy của bên ngoài công ty chưa? Chưa ạ. Chưa đọc à? Đưa đây tôi đọc cho mà nghe. Nội quy bên ngoài công ty ấy, đó là tôi, hai, mỗi người, một. Từ từ xem ơi, trong này còn đang có người.
dạ, xong chưa? Dạ em xong rồi. Dạ. Ơ khoan 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 đấy. Em lại đau rồi. Anh xếp lại đi ạ. Ui ui. Ui. Xong chưa? Dạ em xong rồi. Ôi, em làm gì mà vội thế? Kiểu này, sếp cứ ở trong đấy. Làm sao mà ra được mà đi họp với đi hành chứ? Mình thì cứ cà phê cà pháo thôi. Chào sếp nha. Đây, ok. Đây, ăn một khẩu cái. Đây. Sao nhỉ? Chồng em đây rồi, chồng em đây rồi. Gớm nghe làm gì mà gọi như hờ đỏ điện thoại này. Ây ôi, đau quá. Anh để tôi chờ 72 phút tối không hả? Anh biết rồi, nhưng mà khổ quá nữa. Hôm nay có cuộc họp tổng công ty. Sếp còn đang ngồi đấy, nhân viên quen thì anh làm sao trốn ra ngoài được. Ui, biết rồi, thầy ơi, đọc ạ. Dạ, em chào sếp ạ. Em chào sếp ạ. Dạ, giới thiệu với em nhé. Đây là sếp tổng của công ty anh. Một người vừa uy quyền, vừa quyền lực, lại còn vừa đẹp trai, vừa đa tài, lại còn vô cùng quyến rũ, lại còn hào hoa phong nhã. Rồi, sếp có một cái tên vô cùng đẹp, đó là Tô Thành Trung. Vỗ tay. Này, dạ, cậu nói cái gì đấy? Dạ, em vừa bảo sếp là một người vừa đẹp trai, đa tài, quyến rũ, lại còn hào hoa phong nhã, có một cái tên rất đẹp, đó là Tô Thành Trung. Tô Thành Trung là em trai tôi, còn tôi là Tô Trung Thành. Nhớ. Dạ, tôi chết rồi, thế hóa ra là em nhầm lẫn ạ. Dạ, không hiểu tại sao mà em lại có thể nhầm lẫn một cách trôi đặt như thế được ạ. Dạ. Từ sáng đến giờ cậu làm cho tôi rất là bực mình đấy. Ủa? Dạ, thế ạ. Cậu tên là gì? Dạ, em tên là Hoàng Dũng ạ. Hoàng Dũng? Dạ, vâng. Làm ở đâu? Dạ, em nhân viên phòng tiếp thị ạ. Dạ. Hoàng Dũng, nhân viên phòng tiếp thị. Dạ, đúng rồi ạ, dạ, mong sếp lần nữa ạ. Dạ. Dạ. Tôi sẽ đặc biệt để ý đến cậu. Dạ, vâng ạ, dạ, cảm ơn sếp ạ. Dạ. Cậu làm cái gì đấy? Dạ, em xin lỗi sếp ạ. Dạ, sếp. Hoàng Dũng? Dạ. Nhân viên phòng tiếp thị đúng không? Dạ, đúng rồi ạ. Dạ, Hoàng Dũng ạ. Nhớ đấy. Ok, sếp. Sếp ơi, sếp. Sếp ơi, sếp. Tôi biết là anh hay ngọng rồi, nhưng mà tại sao anh có thể nhầm được tên sếp anh được hả? Hé cái mồm luôn. Mà tên anh là Hùng cơ mà. Tại sao anh lại bảo tên anh là Hoàng Dũng hả? Khổ quá nữa. Khổ quá nữa. Chồng biết là ngọng rồi, nhưng mà không phải ngọng đến nỗi là không nói được từ Hùng với từ Dũng, mà là chồng em thông minh quá cơ. Thông minh là thế à? Anh dám đùa với sếp anh à? Anh có biết đấy là sếp anh không? Anh dám đùa thế hả? Biết chứ, nhưng mà sếp ý là sếp ở trên cao. Ê, chỉ có nhân viên nhớ sếp thôi chứ sếp làm sao nhớ nổi nhân viên, hiểu chưa? Thế thì làm sao? Chẳng qua ấy, là ở phòng anh có một thằng anh rất ghét. Chả liên quan. Nó tên là... Ôi mẹ em ơi, bao nhiêu quán cà phê đẹp cũng ngồi ra gia đình ngồi mũi đốt hết cả chân anh. Anh ơi, gì anh có nhớ mai là ngày gì không? Mai là ngày mai. Anh không nhớ thật đấy à? Ghét. Ok, từ từ đã, để anh nhớ đã. Nóng đi. Ngày mai sinh nhật em thì không phải này, sinh nhật anh lại càng không này. Thế thì mai là cái gì? Chả là cái ngày gì? Em cười. Mai là tròn 2 năm 9 tháng 10 ngày em nhận lời yêu anh. Một ngày quan trọng thế mà anh chẳng nhớ. Nhớ, anh nhớ chứ. Nhưng mà anh nói thật với em nhé, tất cả những ngày bên em đều là ngày quan trọng hết. Mà nhiều ngày quan trọng như thế là sao mà anh nhớ được chính xác? Thật hả? Thật. Nhưng mà ngày đấy là ngày quan trọng nhất. Anh vẫn phải nhớ đúng không? Em yên tâm đi. Anh đã chuẩn bị sẵn một món quà để tặng cho em rồi. Một món quà tuyệt vời luôn. Anh đúng là hiểu em nhất. Ôi. Gì đấy? Anh nhìn kìa. Sao? Cái cô kia có cái đầm đẹp nhờ. Cô kia cái gì? Ừ, đẹp thật đấy. Mà nhờ có cái đầm đấy mà cô ấy cũng đẹp lên đấy em nhỉ.
Nhưng mà em của anh đẹp hơn cô ấy gấp tỷ lần rồi, không cần mặc đầm đấy vẫn đẹp. Anh hả? Anh có thấy nhìn cô ấy sang hơn hẳn khi mà xách túi hàng hiệu kia không? Cái túi kia cái gì? Ừ. Ý em bảo là cái túi đẹp đúng không? Cô ấy đeo túi vào đẹp đúng không? Ừ. Ý em là em không cần đeo cái túi đấy em vẫn đẹp hơn cô ấy gì? Anh hiểu em quá mà. Rõ ràng em rất đẹp. Anh này, hôm qua em mơ một giấc mơ lạ cực nhá. Em mơ thấy anh mua hẳn một cái nhẫn kim cương để tặng em đấy. Mua hẳn một nhẫn kim cương? Ừ. Mơ gì mà mơ lạ thế? Ừ. Em cũng thấy giấc mơ ấy lạ. Không hiểu là có ý nghĩa gì nhỉ anh nhỉ? À, anh hiểu rồi, anh hiểu rồi. Phương Moon. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi, trời anh lâu không em? Ôi giời ơi, em thấy không? Kỷ niệm 2 năm 9 tháng 10 ngày chúng mình yêu nhau đây này, thời tiết đẹp không? Ôi giời ủng hộ chưa? Ôi giời ơi, thời tiết đẹp quá. Ơi. Em đâu? Ôi giời, yên tâm. Làm sao anh quên được? Ừ, nhắm mắt lại. Nhắm lại. Nhắm mắt lại. Cấm một tí đấy nhá. Mở mắt ra. À. Em ơi, này này này. Chào 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 thân thiện, chào thân thiện. Chào xin à quên. Xin chào. Chào ạ. Ai đây ạ? Xin được trân trọng giới thiệu. Tôi là thầy bói Nguyễn Lớp. Kiếm phong thủy tạo cảm sao và bát nhớ quay. Em ơi, quà của em đấy, quà của em đấy. Sao anh lại tặng em thứ này? Này, thì hôm qua em mơ là anh tặng em kim cương đúng không? Em không hiểu là gì đúng không? Hôm nay anh đã tặng em một ông thầy bói, một ông siêu thầy bói để giải mã cho giấc mơ của em còn gì. Trời ơi, không phải là như thế. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!